tên là Nguyễn Anh Hoàng, sinh năm 1991, hiện tại đang ở Hà Đông, Hà Nội. Mình có bị va chạm do chấn thương qua quá trình mà chơi bóng. Mình có đi chụp thì bác sĩ có dự đoán là mình bị dây chằng của mình đã bị đứt. Thì qua nghiên cứu một số cái trên trang mạng xã hội và một số cái quan hệ bạn bè, thì có biết một số cái kênh mổ dây chằng, thì mình biết đến Viện Tâm Anh thì có mổ dây chằng nhân tạo, thì mình có đến và tìm hiểu nghiên cứu khám bạn ạ. Bệnh nhân nam, sinh năm 1991, bị tai nạn do chấn thương thể thao đi đá bóng. Sau đó thì bệnh nhân đi lại và khớp gối lọc yếu. Trên phim chụp cộng hưởng từ của chúng tôi thì bệnh nhân có cái tình trạng là đứt dây chằng chéo trước, kèm theo là rách sụn chêm trong. Thì như trên hình ảnh các quý vị đã nhìn thấy, khớp gối của chúng ta có hai cái dây chằng, một là dây chằng chéo trước là đi từ diện trước của mâm chày và bám vào cái bờ mặt trong của lồi cầu ngoài. Cái thứ hai là cái sụn chêm trong của bệnh nhân. Bình thường thì chúng ta có hai cái sụn chêm, đó là sụn chêm phía trong và sụn chêm phía ngoài. Trên cái lát cắt corona thì chúng ta nhìn thấy là sụn chêm có một cái hình tam giác. Bình thường thì cái hình tam giác này rất rõ ràng và màu của chúng ta nhìn thấy nó là màu đen. Thế còn phía trong, sụn chêm trong của chúng ta, các bạn nhìn thấy hình ảnh rất là nham nhở và không rõ ràng cái hình của sụn chêm. Thì đây là sụn chêm đã bị rách. Và với cái trường hợp này thì chúng tôi sẽ can thiệp, đó là chúng tôi mổ nội soi tái tạo lại dây chằng chéo trước bằng cái gân nhân tạo, và sụn chêm chúng tôi sẽ xử trí bằng việc là khâu lại sụn chêm. Bệnh nhân này tìm hiểu rất kỹ ở trên các mạng truyền thông, các kênh YouTube, kênh TikTok, thì bạn đó đã tìm hiểu và biết được cái thông tin về dây chằng nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội. Thì sau khi tham khảo ý kiến của các bác sĩ và các chuyên gia thì bạn ấy lựa chọn cái phương pháp là mổ tái tạo dây chằng đầu gối bằng dây chằng nhân tạo. Bác sĩ có tư vấn là một số phương pháp mổ hiện tại, thì có một số phương pháp như là dây chằng tự thân hoặc là một dây chằng đồng gân, và hiện tại ở Tâm Anh có dây chằng nhân tạo. Thì có tư vấn qua ba phương pháp đó, đây trước đấy mình cũng có nghiên cứu rồi, dây chằng nhân tạo nó có những ưu điểm tốt so với các phương pháp còn lại, thì mình đã lựa chọn phương pháp đó. Thì các bạn biết, khi mà chúng ta mổ một sợi dây chằng chéo trước á, hoặc là chéo sau, chúng ta cần một thời gian rất dài để mà hồi phục ngay cả tập luyện thụ động, chủ động. Nhưng mà khi các bạn sử dụng phương pháp là dây chằng nhân tạo á, thì phương pháp đó sẽ được rút ngắn lại một cách tối đa. Thì cái phương pháp này có ưu điểm gì? Ưu điểm đầu tiên là có thể chuẩn bị, có thể là chịu lực ngay lập tức. Nghĩa là chúng ta không cần một thời gian để nó cứng, nó chắc, mà chúng ta có thể sử dụng ngay lập tức sợi dây chằng nhân tạo. Thứ hai nữa là ưu điểm này, nghĩa là chúng ta phục hồi sớm, thì khả năng teo cơ, những cái vùng cơ đùi, cơ tứ đầu đùi hoặc cơ bắp chân, hoặc là những cái cơ xung quanh vùng đầu gối sẽ được phát triển một cách nhanh hơn, không cần phải trải qua những cái quá trình này tập thụ động, tập chủ động và sau đó mới trở lại tập luyện. Đây là một những phương pháp tối ưu để giúp cho cái cơ chúng ta có thể vận động ngay lập tức. Thì cái phương pháp này có thể cho bệnh nhân cảm giác tự tin hơn, bảo tồn hết tất cả các vùng cơ, vùng dây chằng có trên cơ thể mình. Thời gian mổ thì kiểu một tiếng là xong rồi. Thì về sau khi mổ thì mình thấy là so với cả việc mình tưởng tượng trước đấy thì việc mổ khá là nhẹ nhàng. Sau mổ cái ngày hôm sau mình có thể các bác sĩ đã hướng dẫn mình đi tập luyện để có thể đi được luôn rồi. Mình khá, nói chung là khá là bất ngờ về cái phương pháp mổ này. Bởi vì là theo nghiên cứu trước đấy thì một số phương pháp kia thì thường phải rơi vào 2 tuần thì các bệnh nhân mới có thể là như mình sau mổ cái hôm đấy. Với sợi dây chằng nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh thì các bạn biết là cái sợi dây chằng này đã được sử dụng rất nhiều ở các nước trên thế giới, và chất liệu polyethylene được sử dụng và được hình thành nên cái sợi dây chằng này đã từng được sử dụng cho những sợi chỉ khâu, những cái mạch máu nhân tạo và những cái cọng fiber wire trong mổ nội soi khớp. Thì những cái vật liệu này gần như là hiện đại nhất trên thế giới, và chúng tôi đang hy vọng trong một ngày nào đó, thậm chí là năm sau, có một thế hệ mới hơn, chúng tôi sẽ
tiếp tục đưa về để phục vụ cho các bạn gặp chấn thương tại Việt Nam. Mình mổ bây giờ là gần được 2 tuần rồi. Tình trạng hiện tại thì mình có thể bây giờ có thể là tự đi lại thì nhẹ nhàng được rồi. Và đang tập luyện một số bài tập phù hợp chức năng bác sĩ hướng dẫn là ở nhà, và mình có đi tập ở ngoài trung tâm ngoài để phù hợp nhanh hơn. So với mấy lúc chưa chấn thương, cái đôi chân mình cảm nhận được khoảng độ rơi là 70%. Bác sĩ có kiểm tra và mình đang gặp vấn đề về duỗi nhiều hơn vì do chấn thương lâu. Nên bác sĩ có tư vấn về cái vấn đề mà cần phải tập luyện thường xuyên hơn và có những cái bài tập cụ thể. Thì các bạn thấy khi mà phẫu thuật xong á, thì cái chân mà phẫu thuật của bệnh nhân vẫn bị teo và nhỏ hơn chân còn lại. Điều này là cái hậu quả sau một thời gian dài chúng ta không điều trị tổn thương đứt dây chằng chéo trước của vùng đầu gối. Thì nếu mà cái ở tình trạng này của bệnh nhân vẫn tiếp tục sử dụng gân tự thân thì sao? Thì bệnh nhân cái vùng đùi của bệnh nhân sẽ còn teo hơn nhiều hơn nữa và thời gian hồi phục sẽ phải càng lâu hơn nữa. Các bạn cứ tính nếu mà thời gian đứt của bệnh nhân là 2 năm thì thời gian hồi phục phải là 4 năm. Vì chúng ta còn một thời gian gấp đôi để hồi phục lại tất cả vùng cơ ở vùng đùi, ở vùng đầu gối. Còn nếu mà sử dụng dây chằng nhân tạo thì cái thời gian hồi phục gần như tương đương nhau. Nếu mà bạn mất 1 năm không mổ thì bạn sẽ còn tới 1 năm để hồi phục. Còn nếu các bạn mổ trong 7 ngày thì 7 ngày sau có thể hồi phục lại vùng cơ mà đã bị mất. Hầu như là chúng ta thôi phục hồi được tầm 80-85% vùng cơ đó. Thì đó là một những ưu điểm của phương pháp nội soi tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân nhân tạo, có thể giúp cho những vùng cơ, vùng đầu gối và đùi phục hồi một cách nhanh hơn và ổn định hơn. Đi lại bình thường rồi. Còn việc mà chạy nhảy thì mình đang trong quá trình mà tập luyện để khôi phục cái đấy. Nó phù hợp khá là tốt. Hôm nay là mình đi tái khám lại, bác sĩ hướng dẫn xem là quá trình tiếp theo như nào. Bác sĩ và các y tá thì thường xuyên hỏi thăm tình hình phục hồi chân. Nói chung là về cái nghĩa là cái tinh thần và cái phục vụ của các bác sĩ ở đây rất là tốt so với cả các bệnh viện mình trước đây mình đã đi.